nay nếu tính ra so với sâm của Hàn Quốc, sâm của Hàn Quốc chứa được 25 thành phần chất saponin, thì trái này nếu trồng trên đất nước Việt Nam đang chứa được 35 thành phần chất saponin. Nhưng một ký sâm đang tới 16-17 triệu, nhưng một ký này khoảng tầm 30 ngàn. Quả nhau là chỉ hỗ trợ về tốt nhất đậu bắp. Và trái này chính thức đó là trái đậu bắp. À, đúng rồi, đậu bắp. Thế lâu nay tất cả các cô thầy ăn có nhiều cái trái này không? Nhiều không? Nhiều nhưng không đúng cách. Đậu bắp hả? Luôn ăn ta ăn sao ta ăn sống phải chứ? Để được quay lại. Bây giờ con sẽ chia sẻ này, có cô thầy nào đã nghe bài thuốc này hỗ trợ 90% về bút nhức đi lại rất tốt, thì các cô đã mua đậu bắp về vào lấy nước uống chưa? Chưa. Ai làm rồi giơ tay. Ủa là sao? Cô làm chưa? Làm sao ta? Ăn sống hả? Hay ra? Đâu biết ăn sao hả? Bắp làm sao ra? Được rồi, bây giờ ngày hôm nay mới đúng một bài thuốc. Các cô các thầy chữa xương khớp mà để xương khớp thể chất nhờ thì đầu gối đau. Cô làm cách làm sao? Rồi bạn chỉ thì cô cứ nói. Không phải làm từ đầu như thế nào? Đúng năm trái. Chắc chắn cô bạn này sẽ là người được nghe con nói rồi. Không, có nói thật luôn, nếu nói đúng cái từ năm trái, còn nói đến 7-8 trái là không phải con nói. Nhưng nếu cái cô bạn này chắc chắn 100% chỉ cho cô là con nói, con khẳng định luôn, vì chỉ có con mới đưa ra được năm trái thôi. Rồi cô cứ nói đi. Nhưng cô bạn cô ở quận nào? Chính xác. Nếu đúng cái bài thuốc này của con thì hiện nay con nói thật luôn, cả thành phố 90% người cao tuổi nếu nói đến tên con đều biết con, và chắc chắn không ngoại lệ cô đó sẽ được đi chương trình con đã làm rồi, nên về nhà với mách lại cho cô là năm trái, vì chỉ có con mới phát minh ra là năm trái, đúng năm trái thôi, còn những cái ông thầy khác là người ta phải 10 trái là 10 mấy trái chứ không thể giống con được. Rồi thế làm đúng cách, mua đậu bắp bào hàm nước xong uống. Vâng, nhưng sai. Ủa sai lại không bỏ nước. Ô. Rồi nhưng mà có cái nào không về ngâm muối, mình thấy muối nó làm mình nóng sơ mình thảm lên đào cho xíu muối vào nữa cũng coi như là có vậy thế ạ? Uống xong rồi cô thấy đỡ không? Đỡ thì thấy đỡ liền luôn ạ. Thế lại cũng sai nhưng mà không đúng. Bây giờ con chia sẻ luôn cho các cô thầy khỏi phải nôn nóng nhá, về nhà làm đúng bài thuốc này cho con. Thứ nhất, đậu bắp phải kết hợp với một loại củ được mới hoàn hảo được. Còn nếu không có củ này thì hoàn toàn đậu bắp không hỗ trợ được. Bắt buộc phải có một củ hành tây. Hành tây. Cô có hay ăn cái củ hành này xào với thịt bò không? Bây giờ nếu ai tin tưởng con thì về làm đúng bài thuốc này luôn cho con. Ai bị nhức bị khô hoặc cái tiếng khớp này kêu. Như cô làm như thế thì nó mới đỡ được khoảng tầm 30-40% cho cô thôi. Còn làm như thế này mới đủ được là 100%. Đây ạ. Đến đây kết hợp thì các cô thầy phải tập trung đến đây. Nếu ai tin tưởng thì về làm, còn nếu ai không tin tưởng không làm. Thứ nhất, mua cho con 5 trái đậu bắp. Có 5 trái thì đậu bắp là 5 trái, lớn hay nhỏ cũng 5 trái, hoặc hơn cũng được, không sao cả. Nhưng con cứ nói quy định là 5 trái thôi, thì mỗi một lần uống mình chỉ cần 5 trái thôi, không cần nhiều. Thôi được rồi, bây giờ con chia sẻ như thế này nhá, tất cả các cô thầy này. Thế là ra chợ mua cho con 5 trái đậu bắp. Ai đang bị nhức bị khô cô sập một bên đấy, về nhà uống cho con 5-7 ngày đi mà không ngủ được cô cứ điện chửi con thở lại. Chỉ có cái này bây giờ mới hỗ trợ được cái chất nhờn từ xương khớp ra mà thôi. Thế là mua 5 trái đậu bắp về, xong rồi các cô thầy bào mỏng ra. Bào mỏng xong rồi ta kèm ra chợ thì chắc chắn là ta phải mua thêm một củ hành tây. Thế là cái củ hành tây nếu nó bự bằng cái nắp này thì ta về ta xẻ ra làm tư, lấy 1/4 bào chung với 5 trái đậu bắp. Còn nếu cái củ hành tây mà nhỏ thì ta lấy 1/2 củ hành tây. Thế là con chia sẻ rõ như thế, các cô thầy có nghe rõ không? Rồi bắt đầu này.
bỏ khi bào hành tây và đậu bắp bào mỏng ra rồi thì các cô thầy phải bỏ vào một là cái tô, hai là một cái cốc, cái cốc lớn đấy mà ta hay uống nước ở nhà đấy. Rồi xong bắt đầu nấu nước sôi, nấu nước sôi hoặc là trong nhà mà có bình, mà bình nóng lạnh ấy thì ta lấy cái nước nóng lạnh đó ta xả vào, thế là đầy cái ly này luôn cho nó lút cả đậu bắp cả hành tây. Thế là nước mà nếu ta không có cái bình nước nóng thì bắt buộc phải nấu nước sôi lên, nấu nước sôi lên còn để ấm khoảng tầm 40% bắt đầu rồi trực tiếp vào cho con. Rồi xong rồi, rồi xong rồi thì tất cả các cô thầy có thể để nguội một chút, ta bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, qua một đêm sau sáng ngày hôm sau mới được chắc uống. Đói đo gì uống được hết. Thế bạn các cô thầy làm phải đúng nhá, phải bỏ vào tủ lạnh ngâm qua một đêm sáng ngày hôm sau mới được uống, mà không bỏ bất cứ một chút muối nào đâu cô nhá. Thế là một ngày ta chắc đều ra, sáng ta uống nửa cốc, chiều còn cái thừa đó thì ta cứ để ngăn mát tủ lạnh, khi nào khát ta lên ta uống luôn. Vâng, thế là các cái cái đổ đi ống nước hả, cái cái đi các cô thầy coi cho con chia sẻ này, bỏ vào ngăn mát tủ lạnh rồi qua một đêm thì cái bã của hành tây và đậu bắp nó sẽ không còn bất cứ một vị nào ở trong đó cả, đổ đi chắc mình cái nước uống thôi. Ngâm luôn cả cái luôn. Dạ. Cái lấy nước uống cả tủ lạnh, ra tủ lạnh là mới uống. Mới uống lần đầu tiên. Rất khó. Uống 5 3 lần rồi thì lại nghiền nó luôn. Uống nghiền luôn. Vâng. Thế là khi mà cảm giác của mình uống á thì qua một đêm là mình rút được cái chất này ra rồi, thì uống vào miệng của mình thì cảm thấy nó chất, nó rất là nhờn, rất là khó chịu. Nhưng mà uống xong khoảng 2 3 ngày sau là các cô phải nghiền cái nước này luôn. Nó rất là tuyệt vời. Thế nên con chia sẻ này, tại sao lại phải kết hợp cái hành tây vào? Đậu bắp là lấy chất miễn dịch, còn cái quan trọng nhất là đưa được chất nhầy và chất nhờn từ xương khớp ra, đó là cái củ hành tây. Nhiệm vụ của nó là lấy chất miễn dịch từ cái này ra thì mới bôi trơn được cho xương khớp. Các cô thầy về cứ làm đúng cái bài thuốc này cho con đi. Cái thứ hai là khi uống 5-7 ngày nó đỡ bút đỡ nhức rồi thì ta phải hỗ trợ lâu dài cho cái chất nhầy, chất nhờn thì bắt buộc phải ăn. Ăn thì ta kết hợp ta ăn này, đậu bắp luộc, đậu bắp luộc lên, thế là 10 trái đậu bắp luộc lên. Nhưng trước khi luộc phải có một miếng hành tây cho con, và luộc rồi thì không được cắt đít cắt đầu mới đem đi luộc, để nguyên trái cho con. Các cô thầy là cứ cắt đít cắt đầu đi cho nó sạch, luộc ăn cái trái đậu bắp nó có hương vị gì đâu, ăn bao ớt nữa, nhai chỉ thấy chất nhờn không, coi làm gì thấy ngọt và thơm. Đúng rồi. Thế là có rất nhiều các cô thầy là cứ muốn sạch là khi ta luộc, các cô thầy cứ rửa sạch để cả trái hấp hoặc luộc cho con đấy, hấp lên xong rồi hấp một miếng hành tây chung vào, thế là buổi cơm có thể ta lại có một cái món rau rồi ăn kèm cho con, không được thiếu hành tây. Cái thứ hai là khi các cô chú ăn hành tây với đậu bắp này 2-3 ngày thấy nó hơi ớn, ta lại đổi sang ăn, làm sao duy trì phải một tháng mới được. Thế là bắt buộc phải là bỏ thịt bò. Thôi được rồi, bỏ thịt bò thì tính sau đi cô. Nhưng con chia sẻ thêm này, thứ nhất là các cô các thầy ăn cái đậu bắp này ớn quá thì ta lại di chuyển sang đó là khoai mỡ hầm xương. Khoai mỡ. Cái khoai mỡ hiện nay cái chất nhờn nó không kém bất cứ trái đậu bắp đâu, phải có cái này để bổ sung. Nhưng trước khi hầm xương hay nấu canh khoai mỡ thì các cô chú phải nhớ cho con là không được thiếu vị hành tây. Nói chung cái nào cái mà các cô thầy cứ quên cái vị hành tây là coi như nó không đủ trợ được cái chất miễn dịch, hoặc là rau mồng tơi luộc nấu canh phải có chứ, chất nhờn không. Thấy cô chưa từng ăn bao giờ, ăn đi xem hương vị nó có ngon không. Và với lứa tuổi của các cô thầy, con nói thật luôn, một ngày có thể con cháu nó có điều kiện nó mua cho mình 1-2 cái tôm hùm không bằng một bữa canh này đâu. Đấy, con khẳng định luôn. Thế là canh rau đay nấu cua đồng. Rồi, cái cơ địa mà người cao tuổi cần nhất là một tuần ít nhất phải có được 4 lần canh này là ok. Nhưng trước khi nấu canh rau đay cũng phải có hành tây bỏ chung vào cho con nhé. Rồi, nấu cái gì nấu mà thiếu vị hành tây, con nói thật là nó không hỗ trợ đâu. Rau đay.
Thế là có rất nhiều các cô thầy, hoặc là canh cua nấu rau đay, canh cua nấu rau đay, rau mồng tơi. Nhưng mà trước khi nấu ta phải có hành tây. Nếu cô chú nào về nhà di chuyển trong một tháng đi, đứng lên cái khớp này của mình, con nói thật luôn, di chuyển lên cầu thang thì không còn sợ là nó buồn hai cái khớp này nữa đâu. Vì chịu lực của một con người quan trọng nhất là hai khớp đầu gối. Đi được hay không, nằm hay không là do hai khớp đầu gối. Thái hóa thì là bình thường, thái hóa. Nhưng mà hiện nay thì ở trong hội trường ngày hôm nay làm gì có cô thầy nào mà bị thái hóa đâu. Đâu ạ? Thái hóa là cô bị thái hóa ở xương sống đúng không? Thôi được rồi, tí nữa con cho cái đấy về nhà, các cô chịu khó cô lấy cái bài thuốc đắp cho con. Vì khi bị thái hóa trên này thì nó sẽ bị ảnh hưởng với dây toàn thể cái dây thần kinh này. Bên này bây giờ là nếu nằm về đêm mà nằm là nó sẽ bị tê nguyên một bên. Về nhà đắp cho con. Kết hợp. Đắp luôn cho con. Gai cổ sống đắp luôn. Thì đắp thì con phải chia sẻ cái bài thuốc cô mới đắp được chứ. Cô tự đi lấy áo về đắp. Nhưng con khẳng định sẽ giúp được cho cô.